Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 1, 2, 5, 1, 9, 1, 1, 8. Giải 6, các vé tận cùng mang số 3, 6, 6, 8, 8, 6, 2, 1, 6. Giải 5, các vé tận cùng mang số 8452, 0869, 3282, 0710, 4804, 7663. Giải 4, các vé tận cùng mang số 4787, 8217, 7761, 0665. Giải 3, các vé tận cùng mang số 36642, 19172, 58381, 14433, 62816, 92024. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 51310, 74053. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 66671. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 96850. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 1KE, 2KE, 8KE, 12KE, 13KE, 14KE, 17KE, 19KE.